của Thái Lan. Bánh mì đã được chọn là quốc điệu của Malaysia đó ạ. Vì vậy, quý khách có thể dễ dàng bắt gặp hình tượng của các bạn này trên tờ tiền của đất nước Malaysia. Và kính thưa quý khách, tại sao được gọi là Hồng Hoàng Tê Giác? Quý khách hãy quan sát một chiếc mỏ quân mạng. Ngay tại vị trí này, khi trưởng thành sẽ phát triển thành một chiếc sừng. Chiếc sừng này có độ dài từ 5 đến 7cm và có màu đỏ cam, giống như các bạn tê giác ở bên ngoài tự nhiên, nên bạn được gọi là Hồng Hoàng Tê Giác. Kính thưa quý khách, Hồng Hoàng Tê Giác vào năm 2018 đã được liệt kê vào danh sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới. Có nghĩa từ năm nay, anh bạn đã nằm trong nguy cơ cao bị tuyệt chủng trong tự nhiên rồi đấy ạ. Và sở hữu cho mình một cân nặng từ 1,9 đến 2,9 kg, anh bạn được các nhà động vật học xếp loại là loài chim mỏ sừng lớn thứ hai tại châu Á. Vậy thì đâu là các bạn chim mỏ sừng lớn nhất? Trước tiên, chúng ta hãy dành những tràng vỗ thật lớn để cho tạm biệt Satya. Wow.